Hello xin chào các bạn chào mừng các bạn trong bản tin cập nhật thị trường ngày 25 tháng 10 ở hôm qua là một ngày mà chúng ta thấy rằng là thị trường có những cái sự phân hóa đầu tiên đó là đồng đô la Mỹ thì giảm nhưng mà giảm ở đây là giảm so với các cái đồng tiền như là euro hay là đồng bảng Anh hay là đồng Yên Nhật nhưng mà ở mặt ngược lại thì đồng đô la Mỹ lại có cái sự tăng trưởng so với các cái đồng tiền hàng hóa thí dụ như là Canada đúng không ạ chúng ta nhận thấy Uh, USD CAD thì lại quay trở lại cái xu hướng tăng hay là đô la uh, New Zealand cũng như là uh, đô la úc thì uh, vẫn có cái sự suy yếu hơn so với đồng đô la mỹ. Sở dĩ có cái sự phân hóa như thế này ấy, đó là đến từ uh, hai cái yếu tố. Thứ nhất là đồng đô la mỹ thì uh, đi lên so với các cái đồng tiền hàng hóa là bởi vì thị trường dầu thì đang quay trở lại cái xu hướng giảm. Chúng ta nhận thấy rằng là dầu ngày hôm qua đã bị bán xuống khá là mạnh trong bối cảnh uh, dự trữ về khí đốt tự nhiên đã lại tăng hơn so với dự đoán. Chúng ta dự đoán là sáu một tỷ như, nhưng thực tế thì lên đến 80 và ở mặt ở chiều ngược lại về mặt các cái dữ liệu kinh tế thì chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ à, dữ liệu kinh tế của uh, khu các cái nước như là các khu vực châu âu hay là bảng anh ấy thì à, tương đối là khả quan cụ thể thì mọi người có thể nhận thấy rằng là các cái con số pmi của khu vực châu âu mặc dù rằng là vẫn yếu nếu mà xét về con số trị tuyệt đối thì yếu hơn so với phía hoa kỳ nhưng về cái mặt dự đoán hay là cái kỳ vọng thị trường á thì pmi của đức đã có cái À, tăng mạnh hơn so với dự đoán và chúng ta biết rằng Đức là cái quốc gia lớn nhất trong khối đóng góp đến 1/3 à tổng GDP của khu vực Eurozone đúng không ạ? Và PMI của Đức thì đã giúp cho đồng Euro có cái sự tăng trưởng là, là, trở lại khá là mạnh. Bên cạnh đó chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? PMI của phía khu vực bằng Anh mặc dù rằng là à, thấp hơn so với dự đoán nhưng cơ bản thì vẫn duy trì được cái ngưỡng trên 50 và điều đó thì cũng vẫn khá là mạnh khá là bullish cho đồng bảng Anh cũng như là việc so sánh với manufacturing PMI của khu vực Hoa Kỳ thì thấp hơn ở cái ngưỡng 50 đúng không ạ 40.7%. 47.8 thấp hơn mức 50 cho thấy rằng là nhóm sản xuất của Hoa Kỳ ấy thì đang thu hẹp, trong khi của bảng Anh ấy thì vẫn đang duy trì mở rộng ở một cái tốc độ tức là chậm hơn, tốc độ chậm hơn thôi nhưng mà vẫn đang trong một cái xu hướng đó là mở rộng. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết rằng đó là gì ạ? các cái báo cáo thu nhập các cái báo cáo Uh, thu nhập báo cáo tài chính của cái quý 3 vừa rồi ấy, công bố ấy, thì về cơ bản cũng vẫn đang rất là tốt đúng không các cái công ty lớn của hoa kỳ công bố thì cũng vẫn khá là tốt phần nào cải thiện hơn về mặt cái tâm lý thị trường so với một cái phiên giao dịch trước đó khi mà thị trường lo ngại nhiều hơn về cái uh, cuộc bầu cử và như cái tiêu đề của rtin uh, của đưa tin ở đây á, thì chúng ta biết rằng là cổ phiếu toàn cầu ý thì đã được giao dịch cao hơn trong cái ngày hôm qua trong cái bối cảnh đó là cái lợi tức trái phiếu thì sụt giảm khi mà các cái báo cáo thu nhập mạnh hơn làm xoa dịu được cái lỗi lo về các cái cuộc bầu cử. Theo như đánh giá cá nhân của mình ấy, thì cho đến thời điểm hiện tại, mặc dù đồng đô la Mỹ thông qua cái chỉ số di trong ngày hôm qua thì có cái dấu hiệu đó là đi xuống nhưng khả năng về việc đi xuống thấp hơn nữa cũng sẽ rất là khó lý do là tại vì nếu như nhìn vào dữ liệu tổng thể của hoa kỳ chúng ta thấy rằng về cơ bản vẫn rất là mạnh đúng không ạ thí dụ như ngày hôm qua chúng ta đón nhận thêm hai cái thông tin mà vượt hơn so với dự đoán thí dụ như là doanh số uh, bán nhà đúng không ạ dự đoán 719 thực tế 738 và cũng vượt hơn so với kỳ trước ở mức con số là 709 hay là số lượng người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp thì cũng giảm ít hơn so với dự đoán thị trường dự đoán 243 nhưng thực tế chỉ có 227.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mà thôi với những cái dữ liệu kinh tế vẫn còn rất là mạnh như thế này thì kịch bản về việc phép cắt giảm lãi suất mình nghĩ cho rằng ấy là cũng sẽ rất là ít mà thôi cũng sẽ rất là ít chứ không có nhiều cái kỳ vọng về cắt giảm lãi suất giống như các cái ngân hàng trung ương khác và điều đó thì vẫn sẽ là động lực để cho đồng đô la mỹ đi lên trong dài hạn và nếu như vậy thì cái giảm giá của cái ngày hôm qua này này có thể sẽ là cả ngày hôm nay nữa tiềm ẩn các cái cơ hội cho phép chúng ta tham gia vào cái vị thế mua lên tức là gì ạ có thể sẽ lại là bán xuống trên các cái cặp tiền tệ các cái đồng tiền tệ G7 trong những cái ngày tiếp theo. Trên màn hình là cặp tiền Euro USD chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? Mặc dù rằng là có cái sự tăng giá trong ngày hôm qua, tăng giá tương đối đáng kể đối với đồng Euro, nhưng cái tăng giá này thì không khởi đầu, không bắt đầu bằng một cái Mẫu hình nào cả đúng không ạ Mà chỉ dạng mang dáng dấp của một cái pullback nhiều hơn đúng không Cho nên rằng thực ra đây là cái cơ hội Mà chúng ta tìm kiếm cái vị thế ban xuống Thông thường nếu như đảo chiều xu hướng á, Thì nó có thể sẽ bắt đầu bằng một cái mẫu hình Thí dụ như là Một cái nền giá chatting sideways nào đó Phía bên dưới này chẳng hạn hoặc nếu không ấy thì cũng là một cái mẫu hình thí dụ như là w formation chẳng hạn một cái mẫu hình hai đáy đúng không ạ hoặc là một cái mẫu hình hns formation nào chẳng hạn thì nó mới có tiềm ẩn cái khả năng đảo chiều cao còn với chỉ với một cái uh, tăng phục hồi uh, như trong ngày hôm qua thì ít nhất chúng ta cũng sẽ cần thị trường tạo ra một making ra một cái uh, high or low tức là một cái đáy mới cao hơn cái đáy ngày hôm qua đúng không ạ cái ngày của cái ngày uh, thứ tư Đấy, trước khi mà chúng ta kỳ vọng về một cái cú đảo chiều tiềm ẩn có thể xảy ra, đó là khi nó break down phá, hay là break out phá vỡ được cái đường trendline đúng không ạ, cái trendline giảm giá. Còn cho đến thời điểm hiện tại thì những cái yếu tố đó vẫn chưa có, tức là diện mới chỉ là một phiên phục hồi thôi, chúng ta vẫn chưa đủ các cái điều kiện để tìm kiếm những cái vị thế đảo chiều đi xuống, cho nên đây thực chất vẫn là cái vị thế mà chúng ta có thể xem xét kích hoạt các cái vị thế bán xuống nếu như trên các cái time frame thấp như là mờ 15 phút nó tiềm ẩn nó xuất hiện các cái mẫu hình, uh, các cái cơ hội bán xuống trong ngày trên các cái time frame ngắn hơn như là m 15 đúng không ạ? Chúng ta vẫn có thể tìm kiếm các cái vị thế như là uh, m formation như này để kích hoạt các cái vị thế bán xuống nha. Đồng bằng anh cũng tương tự như vậy. Chúng ta nhận thấy rằng là ngày hôm qua có những cái sự phục hồi, nhưng cái phục hồi này ấy, thì cũng vẫn không tiềm ẩn một cái vị thế, uh, một cái mẫu hình nào rõ ràng cả đúng không ạ? ở đây cho nên rằng là gì ạ, chúng ta có thể sẽ cần phải có một cái reset trở lại hoặc ít nhất ý, là một cái hình thành cái đáy mới cao hơn cái đáy cũ này để uh, valid hay là uh, làm cho cái mức thấp nhất trên cái biểu đồ H4 này này có cái tính hiệu quả, có cái xác thực cái tính hiệu quả đó cho thấy rằng là gì ạ, có thể tiềm ẩn cái khả năng tăng giá trở lại của cặp tiền GBP USD. Còn trước mắt nếu như cứ ta ta đi lên như này á thì chúng ta cũng sẽ không có cơ hội mua lên đâu mà vẫn phải chờ đợi cho một cái quay trở lại retest, có thể là test kiểm chứng trở lại để mô hình hình thành cái mô hình hai đáy hoặc cũng có thể giảm trở lại một chút để hình thành một cái đáy mới cao hơn trước khi mà một cái xu hướng tăng giá thật sự xuất hiện. Còn với cái tình huống hiện tại này của đồng bảng á thì đơn giản là chúng ta vẫn tìm kiếm các cái vị thế bán xuống mà thôi nha. Đồng đô la Úc Đô la New Zealand cũng tương tự như vậy. Mọi người nhận thấy rằng về cơ bản thì đây vẫn là một cái mẫu hình ra xuống đúng không ạ? Đấy, trendline thì vẫn đang tiếp tục được duy trì và nhìn trên cái biểu đồ daily của NZD thì chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? Dường như vẫn chưa có nhiều cơ hội để cho cái cặp tiền này có thể đảo chiều xuống được. Đặc biệt là trong bối cảnh khi mà thị trường hàng hóa hay thể hiện qua cái thị trường dầu á thì vẫn đang quay trở lại cái xu hướng giảm giá và nhìn trên biểu đồ daily này thì chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ khả năng cao có thể NZD USD sẽ phải rớt về cái khu vực hỗ trợ 0 chấm 58 70 58 50 phía bên dưới này mới thật sự tìm được cái khu vực hỗ trợ uh, mạnh mẽ trước khi mà cái khả năng về việc đảo chiều xu hướng có thể xảy ra đúng không ạ còn chưa giảm được về đến vùng này thì dường như là chỉ là những cái support rất là nhỏ nhỏ thôi để đảo chiều xu hướng được tại cái khu, các cái khu vực đó cũng sẽ rất là khó đúng không Đô la úc cũng tương tự như vậy. Mọi người nhận thấy rằng nó là gì ạ? À, ngày hôm qua vẫn là tiếp tục là những cái ngày giảm giá và hiện tại trên biểu đồ của đô la úc là một cái trend xu hướng giảm giá. Hiện tại á, thì trên biểu đồ daily đô la úc có vẻ như à, phá vỡ qua cái hỗ trợ trên biểu đồ ngày là 0.6650 và khi break out vùng này á thì cái target có thể sẽ lại phải hướng đến cái khu vực 0.65 ở phía bên dưới tức là cách đâu đó khoảng chừng 130 pip tính từ cái mức giá hiện tại chúng ta sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm các cái vị thế bán xuống đối với đô la úc trong những cái phiên giao dịch tiếp theo nha USD CAD thì khả năng tiềm ẩn về đảo chiều xu hướng có vẻ như sẽ vẫn còn tiếp tục cần thêm cái thời gian mặc dù rằng là cái mẫu hình run reversal thì vẫn đang ở vào cái giai đoạn phát triển ở cái giai đoạn cuối của cái mẫu hình đúng không ạ chúng ta nhận thấy um, giá ngày hôm qua thì quay trở lại kiểm chứng lại cái mức đỉnh cao trước đó bằng một cái cây nến cũng rất là bullish trong bối cảnh đồng đô đồ la mỹ thì đi xuống điều này gợi ý cho cái kịch bản có thể sẽ còn mất thêm nhiều thời gian cho một cái sự đảo chiều tiềm năng có thể xảy ra tại khu vực này và vùng này có khả năng sẽ trở thành một cái nền giá trước khi mà cái khả năng đảo chiều hay là cái uh, khả năng giảm giá quay trở lại còn trước mắt khi mà thị trường quay trở lại quét qua cái đỉnh cũ như thế này thì nó đã làm vô hiệu hóa đi cái tín hiệu bán xuống hình thành từ cái phiên uh, cái, cái 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 tín hiệu hình thành từ cái phiên mà BOC tổ chức cái cuộc họp và đưa ra cái quyết định cắt giảm lãi suất của mình rồi đúng không ạ? Chúng ta biết rằng cái cây nến ờ uh, cái cây nến uh, những cái cây nến bờ 15 phút tại cái thời điểm công bố tin tức của BOC ấy tỷ giá được đẩy lên rất là cao nhưng sau đó thì bị bán trở lại mình đã từng kỳ vọng chỗ này ấy là cái mức cao nhất trong cái xu hướng lần này đây là cái mức cực đại đạt được về mặt tâm lý thị trường nhưng ngày hôm qua thì giá đã tăng trở lại và quét qua đỉnh cũ thành ra nó đã vô hiệu hóa mất cái tín hiệu này rồi và cho đến thời điểm hiện tại thì có thể có khả năng sẽ còn tiếp tục có thêm những cái ngày tăng giá trước khi mà thật sự có được cái sự đảo chiều nha đến lúc này mọi người cần phải điều chỉnh cái mô hình hay là cái đường Uh, băm trên line đúng không ạ? Cái bùng băm chân hay là cái trên line bùng lộ Trước khi mà uh, tính đến cái phương án bán xuống, ở đây thì mọi người nhận thấy rằng nó là gì ạ? Uh, chúng ta nhận thấy rằng là dường như nó đang hình thành một cái chân line mới với một cái xu hướng với một cái độ dốc có vẻ là uh, ít hơn so với cái đường băm trên line trên line bùng nổ trước đó đúng không ạ? Đấy, cho nên rằng là chừng nào mà đường chân line này thật sự bị phá vỡ thì chừng đó cái khả năng hình thành về một cái xu hướng mới, mới thật sự rõ ràng hơn. Còn trước mắt có thể sẽ cần thêm cái thời gian để quan sát. Ờ, USD, CFDF cùng với USD, thì sao? Mọi người nhận thấy rằng là USD, uh, UZI thì ngày hôm qua đã có cái sự giảm giá tương đối là mạnh so với uh, USD, -CADF. USD, -CADF thì vẫn gần như là chỉ trading sideways mà thôi. Nhưng UZI thì đi xuống khá là mạnh. Sở dĩ có cái điều này là tại vì chúng ta nhận thấy rằng là À, thời gian gần đây ấy, thì bắt đầu lại có thêm những cái thông tin về việc Nhật có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất ngày hôm qua thì chúng ta biết rằng IMF quỹ tiền tệ quốc tế đã có cái uh, có cái kêu gọi hay là cái bình luận về cái việc đó là uh, Nhật Bản nên tăng lãi suất ở cái mức độ uh, để làm bình thường hóa lại cái uh, chính sách tiền tệ ở đây cái tin tức vẫn còn ở đây đúng không ạ chúng ta nhận thấy rằng là như vậy cho nên rằng là cho đến cái thời điểm hiện tại thì nếu như so sánh BOG với các cái ngân hàng trung ương khác thì BOG gần như là cái trường hợp duy nhất sẽ quay ngược lại chính sách tiền tệ là tăng lãi suất trong bối cảnh các cái ngân hàng trung ương khác á, thì cắt giảm lãi suất ấy cho nên rằng nếu như mà nhìn về dài hạn thì rất có thể đồng yên nhật sẽ trở thành một trong những đồng tiền mạnh so với các cái đồng tiền tệ khác Đấy. nhưng về mặt kỹ thuật thì chúng ta vẫn chưa có đúng không chúng ta nhận thấy rằng là vẫn đang trong một cái xu hướng giá tăng và chừng nào có thể phá vỡ được cái Uh, cái cái H1 cái trendline H1 này á thì chừng đó chúng ta mới nghĩ đến cái kịch bản tiếp tục bán xuống còn trước mắt thì đồng đô la Mỹ vẫn có thể là một trong những đồng tiền tăng trưởng áp đảo nhưng chúng ta hết sức lưu ý cái 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 động thái chính sách tiền tệ của BOJ đó là gì ạ? Họ vẫn là một trong những ngân hàng trung ương có cái thái độ chính sách tiền tệ cứng rắn nhất so với các cái đồng tiền G7 khác nha. Thị trường vàng ngày hôm qua thì mọi người nhận thấy rằng là thực sự đã chạy khá là sát theo kịch bản như chúng ta mong chờ đó là gì ạ? Cái giảm giá về khu vực 2720 trở thành một cái cơ hội mua lên và chúng ta nhận thấy rằng là gì ạ? Vàng gần như là tăng nguyên cả ngày hôm qua cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn giữ cái view đó là vàng sẽ còn tiếp tục tăng lên trong cái bối cảnh các cái ngân hàng trung ương thì đua nhau cắt giảm lãi suất ngoại trừ ngân hàng trung ương Nhật bất ổn địa chính trị toàn, 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 toàn cầu thì vẫn tăng cao và các cái uh, uh, tổ chức lớn thì vẫn liên tục mua vào đúng không cho nên rằng là về cơ bản thì động lực tăng giá của vàng thì vẫn chưa có thay đổi nhưng về mặt kỹ thuật thì sao đó là vàng đã tăng một cái giai đoạn rất là dài và hiện tại thì đang tiềm ẩn hình thành một cái mẫu hình đó là HNS formation đúng không ạ? Nếu như giá có thể giảm xuống phía bên dưới đường viên cổ tức là 2715 đô la một ounce thì có thể sẽ có thêm những cái nhịp pullback xuống sâu hơn. Nhưng cái pullback sâu hơn này á thì là một cái cơ hội tiềm ẩn những cái cơ hội mua lên rất là tốt giống như là cái giai đoạn trước đây đúng không ạ? Khi mà vàng giảm xuống phía bên dưới cái khu vực 2620 tạo ra một cái bia trap đúng không, tạo ra một cái bia trap và hình thành một cái mô hình tăng giá W Formation sau đó thì đã tăng rất là mạnh cho nên kỳ này chúng ta cũng sẽ kỳ vọng như vậy nếu như cái mẫu hình HNS Formation này thật sự là uh, có hiệu lực thì có thể nó sẽ làm vàng có thêm một cái nhịp pullback giảm điều chỉnh quay trở lại cái khu vực hỗ trợ, trước đây là kháng cự bây giờ chuyển vai trò thành hỗ trợ là 2.670 đô la một sao Vùng này hoàn toàn có thể sẽ tiềm ẩn cái vị thế mua lên nếu như cái mẫu hình HNS Formation này uh, phát huy được cái tác dụng Nhưng mà trước mắt để cái mẫu hình đó có thể uh, hiệu lực có hiệu lực thì giá cần phải giảm xuống phía bên dưới cái khu vực 2715 đô la một sao giảm xuống và đóng cửa phía bên dưới chừng đó mới có cái tính hiệu lực lúc đó mọi người có thể sẽ đem cái measure move của phân tích kỹ thuật ra để đo tức là khoảng cách cái độ cao của cái mẫu hình này á thì sẽ bằng cái khoảng cách giá di chuyển kỳ vọng đúng không? Chúng ta sẽ đo chiều cao và tính từ cái điểm phá vỡ, tức là nó sẽ break out xuống phía bên dưới này, cũng trùng với cái khu vực hỗ trợ là 2670 đô la một ounce. Vùng này sẽ là vùng tiềm ẩn cái vị thế mua lên nếu như cái mẫu hình này hoàn thành đúng không ạ?